cuộc gặp mặt lần trước thì con nhện vằn này đã chiến thắng một con bọ ngựa. Nhưng ở cuộc chạm trán hôm nay, thử thách sẽ trở nên khó khăn hơn vì một mình nó sẽ phải chiến đấu với hai con bọ ngựa. Đây cũng là một con bọ ngựa xanh vừa trưởng thành. Nó có vẻ sẽ yếu thế hơn con nhện trưởng thành kia, nên hôm nay sẽ là sự kiện đấu giữa con bọ ngựa xanh và con bọ ngựa xám này, để xem hai hiệp sĩ bọ ngựa có thể chiến thắng được con nhện kia không. Mọi người cùng đón xem nhé. Sức chiến đấu của nhện phải nói là quá khủng khiếp vì nó có cả nọc độc ở hai chiếc răng của nó. Hai con bò ngựa chưa trưởng thành này đã gục ngã, có lẽ tôi phải tìm một con trưởng thành thì trận đấu mới có thể cân sức hơn. Video này xin tạm dừng ở đây, mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh của tôi nhé.